Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay lại với mình. Mình là Việt, đến từ HDA. Và đây đã là tập 7 của chuyên mục Vì sao lại thế rồi các bạn. Thì trước khi vào tập 7 này á, thì mình muốn nói với các bạn một điều gọi là tâm sự với nhau thôi. Thì trong cái bộ truyện Yu-Gi-Oh! Cũng như là từ trước giờ các bạn đọc truyện như cái anime á, thì các bạn thích nhất là nhân vật nào? Đối với mình nha, mình thích nhất đó chính là nhân vật Kabuto các bạn. Kabuto là một nhân vật được xây dựng theo cái hình mẫu là một nhân vật phụ, gọi là phản diện hoàn hảo các bạn. Vừa là một nhân vật gọi là vừa xấu mà vừa tốt á. Vừa có những cái nhân tố như là vừa đẹp trai, học giỏi của nhà giàu nè, lại không có cái tính gọi là kỳ thị như là đố kỵ với người khác, mặc dù là có hơi ganh ghét Yu-Gi-Oh một chút. Nhưng mà đối với mình thì Kaiba là một nhân vật mà mình rất là yêu thích từ trước tới giờ. Và trong tập này mình sẽ không phân tích về nhân vật Kaiba các bạn, mà mình sẽ phân tích về một cái lá bài mà luôn luôn đồng hành cùng với Kaiba, phải gọi là linh hồn của nhân vật đó luôn. Đó chính là lá bài Blue Eye White Dragon, hay nói với một cái tên gọi thân thuộc hơn đối với người Việt của chúng ta, đó chính là lá bài Rồng Trắng Mắt Xanh các bạn. Thì Rồng Trắng Mắt Xanh này có cái gì phải bàn, bởi vì các bạn biết được là trước giờ Rồng Trắng Mắt Xanh chưa bao giờ mà lên bảng phong thần hết á, nói chung là chưa bao giờ bị cấm chơi hay là bị giới hạn chơi hết. Nhưng mà thì mình có cái gì để mà bàn ở trong nhân vật này, thì chúng ta cùng nhau bắt đầu nội dung clip thôi nào. Vô. Thật sự thì ai trong chúng ta cũng đều biết được rằng là Rồng Trắng Mắt Xanh là một trong ba tượng đài lớn nhất ở trong Yu-Gi-Oh. Nhưng mà từ cái thời mà Rồng Trắng Mắt Xanh được ra mắt á, nó chỉ đóng một cái vai trò duy nhất, đó là kẹt sưu tầm thôi các bạn. Bởi vì sao? Thì mình xin phép là chúng ta quay về quá khứ một chút, cái thuở sơ khai của Yu-Gi-Oh card game nha các bạn. Thì cái thời mà Yu-Gi-Oh card game mới hình thành á, thì chúng ta chỉ có những cái vấn đề đó chính là triệu hồi hiến tế hay là chúng ta lọc những cái bài bẫy để mà đấu với nhau. Thì cái việc mà chúng ta ra được một con Rồng Trắng Mắt Xanh như vậy á, thì chúng ta phải tốn hai con quái thú ở trên sân, hay nói khác chúng ta phải hiến tế đi hai tài nguyên ở trên sân để mà có thể ra một cái con quái thú với sức tấn công là 3000, nhưng mà lại chẳng có hiệu ứng gì cả. Thì nếu như mà chúng ta không có cái đồ gì đó bảo kê cho con Rồng Trắng Mắt Xanh này á, thì bài này rất có thể dễ bị thổi bay. Thì thay vào cái việc lựa chọn là chúng ta hiến tới hai quái thú để mà ra như vậy á, thì chúng ta lại có thể là chọn những cái con quái thú mà tốt hơn, mặc dù là yếu hơn một chút nhưng mà cái tài nguyên nó rẻ hơn rất là nhiều. Ví dụ như những anh em chơi God Format thì chúng ta thì mình hay thấy là anh em hay chọn những lá bài như là triệu hồi Demon nè, chỉ cần tốn nguyên liệu thôi là chúng ta có thể là ra được một quái thú với 2500 sức tấn công. Thì khi mà ra được những con quái thú gì á, thì chúng ta là cái tính ổn định nó cao hơn là Rồng Trắng Mắt Xanh. Nên vì thế từ cái hồi mà ra mắt từ ngày xưa thì Rồng Trắng Mắt Xanh chỉ có đóng một cái vai trò duy nhất, đó chính là kẹt sưu tầm thôi các bạn. Thì thời gian trôi và mãi cho đến bây giờ thì Rồng Trắng Mắt Xanh vẫn chưa có một cái ưu ái nào hết trong cái thời đại đó. Thì có chăng chơi chăng nữa thì cũng đóng vai trò là một engine draw, hay nói khác là một công cụ để mà rút cạc cho những bộ bài như là Exodia. Sau khi kết hợp với những lá bài ví dụ như là Shine In này, hay là White Stone of the Legend kết hợp với lại cạc con soi nè, có rất nhiều cách nhưng mà hầu như chỉ là một cái công cụ để mà chúng ta rút thêm cạc mà thôi. Chưa về cái tính thực chiến thì thời đó Blue Eye vẫn chưa có thực chiến hết là bao nhiêu. Thì phải gọi là con Rồng Trắng Mắt Xanh của chúng ta đã bị cô đơn một thời gian dài các bạn, và bị các bài thủ xa lánh. Nhưng mà chờ đến năm 2013 với sự xuất hiện của một booster box có mang tên là Lord of the Tachyon Galaxy, cũng như là các anh em Dragon Ruler, thì lúc này á, cái engine raw của Blue Eye của chúng ta mới quay trở lại một cách nghiêm túc. Hay nói khác là chúng ta đã xuất hiện trong tất cả các giải đấu với tư cách là một bộ bài có thể đánh được, có thể chơi được, cũng như là một cái nhân tố có thể kết hợp được với các bộ bài khác, chứ không còn là để mua vui. Mặc dù là trong thời đại đó có những cái sự lựa chọn tốt hơn để mà có thể là gửi rồng xuống dưới mộ như là Future Fusion, nhưng mà Blue Eye của chúng ta vẫn được sử dụng rất là nhiều các bạn. Thì cái lúc này á, những chú rồng của chúng ta được mang tới giải đấu, được gọi tới những cái tên quen thuộc, ví dụ như là Dragon Roar hay là Ectubor. Bởi vì sao? Bởi vì ngoài cái việc mà chúng ta gửi cái quả trứng rồng xuống dưới mộ và sau đó sợt Blue Eye lên tay để mà có thể là kích hoạt được chai in á, thì cái quả trứng rồng cũng mang hệ rồng các bạn. Thì nó sẽ tạo điều kiện cho các Dragon Ruler có thể là đạp mộ nhảy lên và gây áp lực cho đối thủ. Thì nhờ cái việc mà vừa là tài nguyên để mà rút cạc, mà vừa là tài nguyên ở dưới mộ để mà có thể là triệu hồi lên những cái con Dragon Ruler, thì đã từng có một thời gian chúng ta được kết hợp với lại rất là nhiều bộ bài, ví dụ như là Exodia Dragon Roar này, với cái lá bài có mang tên là Super Rejuvenation, hay là chỉ có thể là đánh thuần Dragon Ruler với lại Blue Eye thôi. Thì cái điều này nó sẽ tạo một cái lợi thế rất là lớn cho đến các giải đấu hồi đó. Thì sau khi một thời gian đồng hành cùng với nhau vậy á, thì lần lượt các Dragon Ruler đã bị Konami sờ gáy các bạn. Thì trong cái thời đại đó thì các con Dragon Ruler nhỏ thì đã bị cấm sử dụng, còn các con Dragon Ruler lớn thì lại bị limited. Thì nhờ vào cái vấn đề đó thì các Blue Eye của chúng ta, những con Rồng Trắng Mắt Xanh của chúng ta lại có thêm cái chỗ đứng ở trong bộ bài Dragon Ruler, khi lần lượt kết hợp với các lá bài tạo nên một cái bộ bài gọi là Castle Dragon, khi mà lá bài chủ lực của chúng ta đó chính là Castle Dragon Soul. Thì nhờ vào việc đó Blue Eye lại có thêm chỗ đứng cho đến khi các Mystic Dragon xuất hiện. Tiện ở đây khi mà nói tới các Mystic Dragon thì mình xin giới thiệu hai cái lá bài anh em nhà Mystic Dragon, đó chính là Mystic
Mystery Dragon và Mystic Water Dragon. Thì hai lá bài này thời đó xuất hiện nó đã là một cái nền tảng gọi là rất là khủng khiếp cho các bộ bài rồng, khi mà có thể được sờ thông qua các Dragon Ruler tương ứng, cũng giống như là cái lá bài ma pháp Gone Sarcophagus, hoặc là có thể là dùng chain in để mà rút thêm cạc. Thì ngoài cái vấn đề đó ra thì hai anh em nhà Mystic Dragon này có thể là XYZ cùng với nhau để tạo ra những con quái thú XYZ cực kỳ mạnh. Mà trong thời kỳ đó thì các quái thú XYZ rank 8 đã là một nỗi ám ảnh lớn với mọi nhà, khi lần lượt chúng ta sẽ có những cái lá bài ví dụ như là Galaxy Eye Tachyon Dragon, Divine Dragon Knight Felgan, Hieratic Sun Overlord of the Heliopolis, vân vân và vân vân. Đối với thời đó lại có thêm sự xuất hiện của những cái lá bài ví dụ như là Dragon Shrine, nó cho phép chúng ta gửi thêm rồng xuống dưới mộ, và đặc biệt có thể là gửi thêm cả trứng rồng để mà chúng ta sợt thêm Blue Eye lên tay. Nó là một cái cú búp giúp cho các bộ bài Dragon Ruler như là Blue Eye phát triển thêm vào thời đó. Và đặc biệt nữa là trong thời đại đó, khi mà sâu chạc được ra đời, thì cái việc mà chúng ta gửi Blue Eye xuống dưới mộ thì chúng ta sử dụng sâu chạc hiện nay là kéo Blue Eye lên sân, thì đơn thuần Blue Eye lúc đó không còn là một cái nguyên liệu để mà chúng ta sử dụng gửi xuống mộ hay là cầm trên tay, mà lúc này Blue Eye có thể là triệu hồi lên sân để mà thực hiện được những cái vấn đề dù là Synchro hay thậm chí là XYZ để thể là áp đảo đối thủ. Thì đó chính là cái thời kỳ gọi là khởi đầu hoàn hảo nhất dành cho Blue Eye thời bấy giờ. Thì cái nãy giờ mà mình chia sẻ nó chỉ là cái quá trình khi mà rồng trắng mắt xanh của chúng ta từ cái việc là một cái lá bài mà không ai sử dụng cho đến thành một cái công cụ đánh thuê thôi. Thì bây giờ mình sẽ nói tới một cái vấn đề, đó chính là rồng trắng mắt xanh của chúng ta đã trở thành một bộ bài cực kỳ kinh khủng các bạn. Thì bây giờ chúng ta quay lại vào cái thời Dragon Ruler nha các bạn. Sau 2-3 năm Dragon Ruler bị hit cùng với lại các sản phẩm khác, ví dụ như là Gone Sarcophagus hay là sâu chặt, thì Blue Eye của chúng ta đã bị lạc lõng các bạn, hầu như không còn đi đánh thuê được. Nên vì thế Konami đã quyết định ra những cái support để mà hỗ trợ cho Blue Eye, quyết tâm đưa Blue Eye trở thành một bộ bài mà có thể đánh được, có thể là tung hoành được trong tất cả các giải đấu. Lần lượt xuất hiện những lá bài hỗ trợ ví dụ như là Stay with Eye of Blue, The White Stone of ASEAN, Return of the Dragon Lord hay là The Melody of Awakened Dragon. Thậm chí là ra mắt thêm những quái thú có thể là hỗ trợ cho Blue Eye, ví dụ như là Blue Eye Spirit Dragon hay là một siêu kẹt khủng khiếp, đó chính là Number 95. Thì nhờ vào cái việc mà ra những con quái thú như thế cũng như là những lá bài hỗ trợ thế thì Blue Eye đã có thể là chủ động hơn trong cái việc có thể là hiến tế cũng như cái việc triệu hồi lên sân. Nhưng so với tất cả thì Blue Eye vẫn còn thiếu một cái điều gì đó để mà có thể là chủ động hơn cũng như là trở thành một bộ bài hoàn thiện hơn. Thì bây giờ chúng ta quay lại một chút về tập 6 nha các bạn. Thì ở trong tập 6 á, mình đã có nói với các bạn về một cái lá bài, đó chính là Randora X, một lá bài của Yugi Muto. Thì cái lúc này Kaibai cũng có một cái lá bài hỗ trợ cực kỳ tốt cũng như là cái mảnh ghép còn lại cuối cùng trong cái bộ bài Blue Eye, đó chính là Blue Eye Alternated Dragon. Thì đây chính là lá bài mà gọi là mảnh ghép cuối cùng khiến cho cái việc mà summon Blue Eye trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Và nhờ vào điều đó, rồng trắng mắt xanh của chúng ta đã có một cái chỗ đứng hoàn toàn riêng biệt và có thể gọi là nói là một cái bộ bài rất là mạnh trong thời bấy giờ, không còn là để đánh cho vui và liên tục xuất hiện trong tất cả các giải đấu lớn nhỏ. Và bên cạnh đó, với sự có mặt của lá bài ma pháp hỗ trợ, đó chính là Board of Design, cho phép chúng ta rút thêm bài. Và đặc biệt trong cái thời đại đó vẫn chưa có những cái lá bài nào có thể là vô hiệu hóa cái lá bài Board of Design, nên vì thế Blue Eye của chúng ta đã tận dụng Board of Design rất là hiệu quả và mang tới lại những cái giá trị rất là lớn. Và điều gì đến cũng phải đến các bạn, vào World Championship năm 2016 thì cái bộ bài mà đã đăng cai lên cái chức vô địch đó thì không bộ bài nào khác, đó chính là bộ bài Blue Eye của chúng ta. Khi mà thời đó Blue Eye hoàn toàn có thể trở thành một meta rất là hùng mạnh các bạn, thì cái công đi đầu của chúng ta hồi đó đó chính là Blue Eye Spirit Dragon. Khi lá bài này ngăn cho đối thủ special từ 2 hoặc là nhiều cạn hơn trở lên, mà trong thời đại đó là thời đại của Pendulum các bạn, có nghĩa là chúng ta Pendulum ra một đống cạn, special ra một đống cạn trên sân, thì nhờ cái việc Spirit Dragon có trên sân thì đối phương không thể nào làm được những cái điều đó. Ngoài ra Spirit Dragon còn có khả năng là vô hiệu hóa những hiệu ứng ở dưới mộ. Thì trong thời đại đó, ngoài cái việc mà kích hoạt ở dưới mộ ra thì không còn hiệu ứng gì có thể là gây áp đảo cho đối thủ. Nên vì thế cái việc mà xuất hiện Spirit Dragon đã khiến cho Blue Eye trở thành một meta hàng đầu các bạn. Và tất nhiên là trong một cái cuộc đua riêng và phù hủy áo đen ở trong lòng fan hâm mộ, thì cuối cùng Blue Eye cũng trở thành hạng nhất từ ngoài đời cũng như là ở trong phim. Thì đó chính là cái quá trình mà khiến cho Blue Eye trở thành một trong những bộ bài mạnh nhất cho đến thời bấy giờ. Thì đó chính là tóm tắt cái hành trình mà Blue Eye từ một lá mà không ai sử dụng cho đến trở thành một nhà vô địch các bạn. Thì sau cái năm 2016 á, thì liên tục những cái lá bài mà hỗ trợ cho bộ bài Blue Eye của chúng ta đều bị hit, ví dụ như là sâu chẹt hoặc là number 95. Thì nhà vô địch của chúng ta đành phải ngậm ngùi đứng vào phía sau, nhìn các thế hệ tiếp theo vươn lên dần trước trở thành meta, ví dụ như là Zodiac. Nhưng mà điều đó vẫn không có cái gì ghê gớm cả bạn. Thật sự thì nói chung quy lại á, là cái bộ bài Blue Eye của chúng ta, những cái kho cạc chính á, hay nói khác là những cái lá bài chủ lực á, vẫn chưa bị hit. Nếu như các bạn nào mà thích về Blue Eye, các bạn vẫn có thể xây dựng một cái bộ bài hoàn hảo để mà là đánh với đối thủ, hoặc là các bạn là mix với lại một số bộ bài khác, ví dụ như là Invoke Blue Eye hay là Blue Eye God Dragon.
thì chúng ta vẫn có thể dư sức đấu với lại các bộ bài meta thời bấy giờ. Và đặc biệt nữa là hệ Dragon là một trong những cái hệ là được buff rất là nhiều khi mà chúng ta có những cái dòng sản phẩm rất là chất lượng, ví dụ như là Chaos Dragon Levineer hay là number 97, number 100. Thì các bạn có thể là tư duy sáng tạo của mình có thể là trộn chung với những cái bộ bài đó để đánh với đối thủ. Thì nhìn chung về mặt bàn, bộ bài Blue Eye bây giờ là bộ bài ở cái mức gọi là trung bình, và có thể là chơi vừa vui nhưng mà vẫn có thể là đánh meta với mọi người. Thì đó là toàn bộ chia sẻ của mình về lá bài Blue Eye White Dragon, hay nói khác là con rồng trắng mắt xanh của chúng ta. Thì từ một cái kẹt sưu tầm để trở thành một cái bộ bài chơi được thì đó là điều rất là thành công rồi các bạn. Thì các bạn có một cái điều gì đó muốn chia sẻ về Blue Eye Dragon hay không thì các bạn hãy bình luận ở phía bên dưới, thì mình sẽ đọc và chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau về vấn đề này. Và đặc biệt hơn nữa là vì sao lại thế, sẽ ra thêm những cái tập rất là hay ở phía sau, thì các bạn hãy nhớ like và subscribe và đồng hành cùng với mình trong những cái tập tiếp theo. Mình là Việt đến từ HDA và sẽ là người đồng hành cùng các bạn trong chuyên mục Vì Sao Lại Thế. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi mình từ đầu chương trình cho tới giờ, và mình chúc các bạn có một ngày mới suôn sẻ và đầy sức khỏe. Và cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.